Thông qua giải đáp câu đố rất là nhanh, cô thấy là chúng ta rất là thông minh một lần.
lần nữa và tuy nhiên vào lớp nào. Vậy chúng ta là lúc nào bạn sẽ tìm ra mấy chữ lùn này nhỉ? Nào đó, bạn hiểu lắm. Chưa có 4 chữ lùn. À, chúng ta là lúc nào mà sẽ tìm ra 4 chữ lùn rồi đúng không? Thế còn 3 chữ lùn nữa thì chúng ta sẽ làm như thế nào? À, bây giờ chúng ta sẽ mời nàng Bạch Tuyết cùng vui học tiếng Việt với lớp chúng ta thông qua chủ đề đi học vui sang để tìm tiếp các chú lùn tiếp theo nhé. Em có đồng ý không? Đồng ý. Nhờ tìm được 4 chú lùn mà chúng ta đã có 4 loại đồ dùng học tập khác nhau. Bây giờ bạn nào có thể đọc lại tên các loại đồ dùng này nào? Bảo như nào? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
là trình bày rất là to, rõ ràng, nói rất là nhiều câu hay, đủ ý. Một lần nữa chúng ta tuyên dương nhóm bạn Hồng Hạnh ạ. Và qua các phần trình bày vừa rồi thì nhóm bạn Hồng Hạnh đã giúp nàng Bạch Tuyết tìm ra chú lùn thứ năm. Chúc mừng nhóm bạn nào. Yeah. À, tôi lưu ý bạn là Bảo Nguyên, khi mà chúng ta nhận xét bạn nói về đặt câu mình nói là bạn nói nhiều câu hay chứ không phải là nhiều chuyện hay nhá. Đây phải là kể chuyện con lưu ý hơn nhá. Còn nhóm bạn nào có thể giúp nàng Bạch Tuyết tìm ra chú lùn thứ sáu này? Nhóm nào nào? À, của nhóm của bạn Kim Anh hả? Thì chúng ta nhớ viết
chữ cái đầu tiên phải viết gì? Hoa. Và cuối câu có dấu chấm. Em phần cần phải ghi nhớ để thực hành viết chính tả và viết tập là văn tốt hơn nhé. Như vậy chúng ta đã nói rất nhiều câu hay về đồ dùng học tập rồi, chúng ta các em đã biết trân trọng và giữ gìn đồ dùng học tập của mình đấy. Vậy bây giờ bạn nào có thể nói cho lớp biết chúng ta sẽ giữ gìn và bảo quản bằng cách nào? Bạn nào? Bảo Huy nào? Nhiều câu hay về đồ
Bây giờ mời các em quan sát lên màn hình, cô cũng có một số câu. Cô cũng có một số câu nói về đồ dùng học tập. Mời một bạn đứng dậy đọc lại các câu này cho bạn Kim Anh. Thank you.
chia sẻ kết quả bài làm của mình cho cả lớp này. Cô mời nhóm trưởng An. Thưa cô, em xin đặt nhóm trình bày. Câu 1 là câu sinh nhật vừa rồi, chị Linh tặng em chiếc bút máy rất đẹp. Câu 2 là câu thân bút và nắp bút được làm bằng nhựa màu vàng, còn ngòi bút làm bằng kim loại rất chắc chắn. Câu 3 là câu chiếc bút máy này rất dễ viết, chỉ cần cẩn thận là nét chữ đều đẹp. Câu cuối cùng là câu mỗi lần viết xong em làm rất cẩn thận và hộp để được dùng lâu hơn. Thưa cô, em xin hết. Nghe nhóm bạn thì bài rồi, bây giờ nhóm nào có gì nhận xét nhóm bạn nhỉ? Đúng không? À đúng rồi, tuy nhiên cô trả lời cho bạn.
mời một bạn đọc lại bài văn này nào. Cô mời bạn bạn Kim Văn nào. Thưa cô, em đọc bài sinh nhật vừa rồi chị lên mạng. Em chiếc bút máy rất đẹp, thân bút và nắp được làm bằng nhựa màu vàng. Còn ngòi bút làm bằng kim loại rất chắc chắn. Chiếc bút này rất dễ viết, chỉ cần cẩn thận là nét chữ đều đẹp. Mỗi lần viết xong, em lại rất cẩn thận vào hộp để dùng lượng câu hơn. Thưa cô, em xin hết. À, bạn Kim Anh đã đọc xong rồi. Tôi lưu ý bạn Kim Anh khi chúng ta đọc, chúng ta phải chú ý nghỉ hơi sau dấu chấm. Nắp hơi dấu phẩy, đó chưa? Mời bạn nào bạn nào bạn bạn rất là hay, muốn nghe một bạn đọc được bạn Dương Ngân nào. Chúng ta sẽ viết vạn văn miêu tả về một đồ dùng học tập. Em nhớ chưa?